thì cố gắng rồi đấy, vô tu tập với phải cố gắng cho nó tiến bộ, cho khơi cái những cái việc sự lỗi lầm bữa nay, thì xin tất cả mọi trên mạng cộng đồng tha thứ cho quậy hiếu. Nhiều chữ nghĩa cũng không có, cũng cái sự hiểu biết cũng thua kém, người ta học hành không có, thì cũng bị rất là sơ sót rất nhiều, xin lỗi trên mạng cộng đồng. Cố gắng nha cô, cố gắng về sửa. Cô không cho cô vô nhà luôn á. Không cho cô vô nhà luôn cô. Khó lắm luôn á. Thôi cô đừng có khóc. Chứ giờ mà mọi chuyện cho nhảy như vậy rồi, chứ giờ mình làm sao được cô hả? Cái sai mình đã sai rồi. Sư cô có biết việc làm của sư cô rất là tội lỗi. Mọi người không ai có thể tha thứ cho cô. Nhưng nếu mà cô muốn mọi người tha thứ cho cô thì cô phải làm tốt, tu tập đàng hoàng, không sân si, không tham lam. Có như vậy thì mọi người mới bỏ qua lỗi cho cô. Dạ, em Quý TV xin kính chào cô chú anh chị đã đến với video tiếp theo của em. Dạ thì hôm nay cô Hiếu muốn gửi những lời xin lỗi đến tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng về những việc làm sai trái của mình. Và anh Thiện với Gia Linh về những lời đồn không chính xác. Dạ thì em mời cô chú anh chị cùng theo dõi buổi xin lỗi trực tiếp từ chính miệng cô Hiếu nói ạ. Cô muốn gửi lời xin lỗi như thế nào cô hả? Tại sao cô xin lỗi? Cô không có bằng chứng đúng không? Dạ không có bằng chứng mà phải xin lỗi trên mạng cộng đồng. À không có bằng chứng không phải xin lỗi. Cái đó là lý do tại sao mà cô lại xin lỗi như vậy. Cô xin lỗi ai? Trước thì chú Thiện với Linh với trên mạng cộng đồng thì vừa qua cô có cái gì sai sót đó, cho cô xin lỗi. Sai sót vậy? Dạ cô xin lỗi à. Rồi cái cuộc gọi điện thoại mà gửi về cô 9.500 đô đó là có thật không? Hay là diễn người ta nói thôi là cô tin? Cô? Cô cũng nghe ở bển điện về nói. Ở bển đòi điện nói rồi à. Cô tưởng người ta gửi về thiệt. À. Cô muốn gửi lời xin lỗi cho cô, gửi cô nói lời xin lỗi đi, cô nói to lên cho anh Thiện với lại chị Linh nghe, rồi cộng đồng mạng nghe, và những người mạnh thường quân đã từng giúp cô. Đó, cô gửi lời như thế nào cô nói đi. Cô nói rõ tên từng người. Ai? Cô xin lỗi ai đó. Đi xin lỗi quý vị nha, quý vị rất đình thọ. Đó, cô nói to một tí đi. Cô xin lỗi như thế nào? Và ai? Tên gì? Đây lên cái lúc này cô xin lỗi chú Thiện và cô lên với trên mạng cộng đồng. Vừa qua thì nó cũng bị hơi chấn động, cô cũng rất là buồn lắm. Đến nỗi mà YouTuber lại về tỉnh thất nhiều quá, rồi cô cũng dám về tỉnh thất luôn. Phải ngủ ở mấy chỗ này. Xin anh Thiện là người mà cầu nói, là cái người mà từng giúp đỡ cô nhiều nhất luôn á. Dạ. Là anh là một cầu nói mà anh giúp đỡ cô gần cả tỷ luôn. Đúng không? Dạ. Là cô cảm thấy như thế nào khi mà cô cô chú Mạnh Thường Quân, anh chị Mạnh Thường Quân gửi tiền giúp đỡ cô, mà ngày hôm nay là cô làm mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, thì cô cảm thấy như thế nào đối với Mạnh Thường Quân? Cô thấy mình có lỗi không? Giờ trước tiên thì xin lỗi trên mạng cộng đồng á, vừa qua cũng có sự sai sót gì đó. Sai sót? Dạ. Rồi cô chú Mạnh Thường Quân sao? Cộng đồng mạng những người không cho tiền cô á, nhưng mà những người cho tiền cô thì sao? Dạ. Những người cho tiền cô thì sao? Những cô chú anh chị mà cho tiền cô á, họ tin tưởng cô, họ tin là cô tu tập, rồi người ta để gửi tiền về mua đất đai rồi sửa soạn lại cái tỉnh thất cho cô. Dạ. Đó. Cô thấy như thế nào khi mình làm như vậy cho gửi đến cô chú Mạnh Thường Quân? Cô nói không được à? Trong vụ này cũng sai sót, cũng làm cho các vị cho Mạnh Thường Quân gửi về thì cũng sự đau lòng lắm. Cô cũng rất là thấy ồn ồn lên mạng, cô cũng rất là buồn. À rất là buồn. Yeah.
Tại sao mà cô không lại không tin anh Thiện? Tại sao mà anh Thiện ảnh là người cầu nối giúp đỡ cô nhiều như vậy mà cô lại tin một cái cuộc điện thoại không có chứng cứ, không có biên lai, cô lại tin cuộc điện thoại đó để mất cái tình cảm giữa cô và anh Thiện? Đó là sai sót của cô không? Dạ. Rồi hồi nãy thì BB video trước á là BB tìm được sư cô cũng có gọi BB xuống. Nhưng mà coi tình hình như cô sư cô thế nào, có nhiều clip đăng lên thì kêu là sư cô nhập viện rồi. Có không cô? Dạ không. Không có đúng không? Dạ. Thấy trong người, cô thấy trong người thế nào rồi? Nói chung thì mấy bữa nay thì sẽ bị áp lực chứ lắm. Áp lực à? Dạ. Mệt mỏi. Dạ. Bây giờ cô phải xin lỗi thật nhiều đến anh. Đến anh Thiện cũng như là chị Linh, rồi cô chú Mạnh Thường Quân, rồi cộng đồng mạng. Đó, cô phải xin lỗi dứt khoát, cô phải nói rõ ràng, cô xin lỗi thật bằng cái tâm của mình. Cô có muốn xin lỗi không? Dạ, em biết bây giờ đó xử ra nó cũng bị sự lỗi lầm bởi mình sai sót, không có học thức quá kém, không có hiểu biết rộng. À. Không có hiểu rộng ra tin vào cái lời nói thôi mà vội bỏ qua một cái sự giúp đỡ. Người ta cứ nói cô là phủi ơn anh Thiện. Anh Thiện giúp đỡ sư cô từ đầu tới đuôi, tới bây giờ cô được cái gì rồi? Cô được rất nhiều mọi thứ, cô được rất nhiều. Từ những người trước đây á, là cô anh Thiện quay cô là được rất nhiều người tin tưởng. Đó. Cô nói lại, cô gửi lời cảm cái gì đó đến anh Thiện đi. Cô cảm ơn anh, thời gian qua anh Thiện đi. Cô nói bằng cái lòng của mình đi. Nè, đây cái clip này là cũng là đây sắp tới là biết lỗi, ăn năn sám cải hối là để sửa sai, thì cũng không làm gì cho ảnh hưởng chú Thiện và tất cả mọi vị trên mạng cộng đồng. À, tại vì đó là ảnh hưởng đến danh dự của anh Thiện cũng như là của Linh bánh tượng. Dạ. Phật cho cô đó. Dạ. Cô xin lỗi như vậy xong rồi, rồi cô về để cô quên đi mọi thứ đi. Dạ. Cô tu tập đi. Dạ. Cô hứa với lại cộng đồng mạng đi. Dạ. Cô nói đi, cô nói, cô hứa với cộng đồng mạng. Hứa với trên mạng cộng đồng mình thì cố gắng rồi để cô tu tập với cả phải cố gắng cho nó tiến bộ, cho khơi cả những cái việc sự lỗi lầm bữa nay thì xin tất cả mọi trên mạng cộng đồng tha thứ cho Huệ Hiếu. Sư cô Huệ Hiếu. Dạ. Thôi về cô khép cái cửa lại. Dạ. Cô vô cô thắp nhang, cô tu tập, cô tịnh tâm lại. Dạ. Cô sám hối cái những điều cô sai trái của từng đây. Dạ. Cô làm. Dạ. Đó. Đây quý vị, cô thì đã ngỏ lời xin lỗi đến anh Thiện, rồi chị Linh, rồi cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân, rồi cộng đồng mạng. Đó, việc vu khống không đúng sự thật. Cô đừng khóc. Bây giờ thì thôi, là chuyện cũng đã lỡ rồi. Cô cũng đã xin lỗi anh Thiện và cộng đồng mạng, rồi chị Linh. Mong là hai anh chị cũng như là cộng đồng mạng tha lỗi cho sư cô, để sư cô tiếp tục con đường tu tập, tu tâm dưỡng tính, sửa lại rồi mình sẽ hướng Phật hơn. Chứ bây giờ con thấy giờ cô không dám về luôn. Nãy hồi cái video trước BB quay rồi, BB kêu rồi cô dẫn sư cô về rồi, sư cô sợ quý vị. YouTuber xuống đó đông quá. Đông nghịch luôn. Sáng nay là sáng 6 giờ là đã có hàng chục YouTuber dưới đó rồi. Xuống tìm sư cô, lên án sư cô, bóc phốt sư cô. Cũng tội nghiệp chứ.
thì con sẽ đã tải video này lên đó, gửi đến anh Thiện là xin lỗi đó. Con hỏi cô nè, cô thực tâm xin lỗi không? Dạ thật tâm. Cô nhìn vào con nè, cô nhìn vào con nè. Cô xin lỗi anh Thiện bằng cả cái tấm lòng của mình, tại vì mình cảm thấy mình quá sai đúng không? Dạ. Thì đó anh Thiện cũng nghe rồi đó anh Thiện, cũng như chị Linh, cô chú anh chị mình Quân đã từng giúp đỡ cho sư cô Huệ Hiếu đó. Thì mong cô chú anh chị cũng như là anh Thiện và cô Linh bỏ qua sư cô vì cái lỗi lầm mà sư cô cũng là một người bình thường, không hiểu biết nhiều, cho nên là sư cô lỡ tin vào lời chỉ một cuộc điện thoại mà đã xảy ra cái trái ngang này. À, tự nhiên cái giờ cái con sợ là hàng xóm họ dị nghị này, có gì đó rồi hàng xóm dị nghị nữa, họ nói này nói kia, ở cũng khó nữa, tội. Họ cố gắng tu nha cô. Dạ. Bây giờ thì con cũng chia sẻ đoạn clip này lên đó để cho cô gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng. Quý vị cũng đã nghe rõ là cô đã xin lỗi anh Thiện cũng như là chị Linh ở cộng đồng mạng đó quý vị. Thì bây giờ thì BB sẽ em mong ở đây là cô sẽ về tu tập. Và cái mong thứ hai của em á là thôi cô cũng đã biết lỗi rồi quý vị. Quý vị có thể bỏ qua cái sự việc này của sư cô để sư cô tha sư cô một cái con đường để cô tu tập, để cô tu tâm dưỡng tánh lại đó. Ai cũng rồi có cái lỗi sai rồi, cái ngày mai họ biết cái lỗi sai của họ, họ tu lại thì được cô nha. Yeah. Phật giáo không bao giờ hẹp hòi với ai đâu. Yeah. Biết đâu ngày hôm nay cô sai, cô biết cô sai ngày mai cô biết rồi đó, biết lỗi mình rồi thì cô sửa cái sai đó nha cô. Dạ. Thôi cô sư cô khóc quý vị này. Bây giờ mà về đó thì con nói với cô là mấy youtuber là cô không về được luôn á, không cho cô vô nhà luôn á cô, khó lắm luôn á. Thôi cô đừng có khóc, chứ giờ mà mọi chuyện chỉ nhảy như vậy rồi bây giờ mình làm sao được cô hả? Cái sai mình đã sai rồi. Đó, quý vị giờ ngồi đây rồi không biết khi nào về. Cô tính có về không cô? Cô tính tối nay có về không? Tối ngủ giờ Phật tử. Ngủ nữa luôn. Khi nào cô về, khi nào con đăng clip này xong rồi mọi người tha lỗi rồi chấm dứt. Quý vị mong quý vị là có thể nói những anh youtuber là thôi đừng xuống quay sư cô nữa, để sư cô về tu tập, để sư cô về sửa đổi, chứ mà xuống quay nữa là cũng tội nghiệp sư cô. Sư cô biết sai rồi quý vị. Thì bây giờ thì BB cũng tấu rồi, để cô tranh thủ để BB sắp xếp chạy về xuống dưới đó coi có youtuber nào không, là để cho cô Hiếu về nhà chứ về tỉnh thất chứ mà ở đây là không được quý vị nha. Ở đây rồi họ cũng đâu cho ở cô ở một ngày chứ đâu có cho ở 2-3 ngày đâu. Dạ. Cố gắng nha cô, cố gắng về sửa. Con cũng để con đi xuống am thử, cô xuống tỉnh thất thử để cô về nha. Dạ, mô Phật xin gửi lời cảm ơn tất cả trên mạng cộng đồng, cũng đôi lúc cũng bị sai sót về chữ nghĩa, cũng không có cũng có sự hiểu biết, cũng thua kém, người ta học hành không có thì cũng bị rất là sai sót rất nhiều. Xin lỗi trên mạng cộng đồng, tha thứ cho Huệ Hiếu. Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Rồi dạ chào tất cả cô chú anh chị nha. Dạ thì qua đoạn video vừa rồi á thì chắc hẳn cô chú anh chị cũng đã biết sư cô
cũng có cũng biết quay đầu nha quý vị, cũng biết là hối hối lỗi rồi đó về những việc làm mà sai trái và lòng tham lam của mình. Thì hôm nay cô đã lên tiếng trước video để xin lỗi cô chú, cộng đồng mạng cũng như là anh Thiện và chị Linh bán tượng Phật về những lời đồn không đúng về anh Thiện và chị Linh, ảnh hưởng tới việc kinh doanh của chị Linh buôn bán tượng Phật, ảnh hưởng tới việc kinh doanh của chị. Thì mấy ngày trước chị cũng rất là bức xúc, chị đến tới chùa luôn để tìm sư cô luôn mà sư cô không có dám đối mặt với vị, bởi vì là cô biết cô sai, cô nhận được cô sai cho nên cô không có dám đối mặt. Bằng chứng thì không có mà cô nói là cô quá sai rồi, đặc biệt chính là anh Thiện. Cô nói anh Thiện là ăn chặn tới 9.000 mấy đô nữa, cho nên cô không có dám mặt gặp mặt quý vị. Em cũng có góp ý với cô tới trực tiếp xin lỗi anh Thiện và chị Linh, nhưng mà cô không có dám quý vị. Cô e ngại vì em mấy video về trước em đăng á, thì em cũng xin lỗi quý vị trước nha, tại là em muốn đi tìm sự thật thôi, chứ em không có nghĩ là anh Thiện lừa gạt hay là chị Linh lừa gạt chị cả. Em chỉ muốn biết lời của sư cô sự thật đúng hay không thôi. Nếu mà em không làm á thì sao biết sư cô ngày hôm nay nói láo hay là nói thật, đúng không quý vị? Thì em cũng trên đây em cũng xin lỗi cô chú anh chị nha, để đã làm cô chú anh chị hiểu lầm thời gian qua là nghĩ em là theo sư cô mà nói xấu anh Thiện với chị Linh, thì không có đâu nha quý vị. Em chỉ đi tìm hiểu sự thật thôi, để em biết sự thật như thế nào thôi, chứ thực chất em không có nghĩ anh Thiện hay là chị Linh lừa gạt gì cả. Bởi vì anh Thiện lúc trước tới giờ quay giúp rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn, lòng biết ơn không hết mà sao mà làm vậy được, cho nên em mới bức xúc, em mới đi tìm sự thật. Như quý vị ha, không có anh Thiện thì đâu có tỉnh thất của sư cô Hiếu tới ngày hôm nay, đâu mà hoàn chỉnh mà gọi là đẹp đẽ như ngày hôm nay. Chỉ là nhờ anh Thiện thôi, anh là một cái cầu nối để tất cả cô chú anh chị giúp giúp đỡ tỉnh thất xung may có như ngày hôm nay quý vị ạ. Thì em mong quý vị thông cảm cho em nha, chứ không phải là em muốn em nghĩ anh Thiện hay là nghĩ chị Linh xấu gì cả. Dạ, cũng em muốn xin lỗi cô chú anh chị nha. Thì em cũng mong rằng từ đây về sau sư cô Hiếu sẽ tu đàng hoàng hơn quý vị, không còn sâm si cũng giống như là quý vị nghĩ, mong là đừng có tham lam nữa. Dạ, thì cô cũng đã hứa với cô chú cộng đồng mạng là không còn lừa gạt lừa đảo nữa, mà cô sẽ cố gắng tu cho nó hoàn chỉnh. Dạ, thì video em cũng xin kết thúc tại đây nha cô chú anh chị. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều là thời gian qua đã ủng hộ và theo dõi video em. Cô chú nào mà chưa đăng ký kênh em á, thì em mong cô chú ủng hộ kênh em và để theo dõi những video về kênh của em nha cô chú anh chị. Dạ. Thì em cũng xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha.